Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kéo dài thời gian hỗ trợ miễn giảm các loại thuế cho doanh nghiệp đến tháng 6 năm 2022. Theo VCCI, sớm nhất thì phải đến quý 1 năm 2022, các hoạt động kinh tế sẽ trở lại trạng thái bình thường mới, doanh nghiệp sẽ dần khôi phục được tình hình sản xuất kinh doanh của mình. Cùng với đề xuất này, VCCI đề nghị mở rộng mức giảm thuế giá trị gia tăng cho các loại hình dịch vụ như du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận tải, chiếu phim lên 50% thay vì 30% để mang lại hiệu ứng tác động lớn hơn và tạo cú hích hồi phục mạnh hơn đối với các ngành đang chịu ảnh hưởng cực kỳ nặng nề bởi dịch bệnh.